Vừa qua tại Quảng Ninh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã tổ chức phát động tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất với chủ đề thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Với phương châm người lao động là tài sản quý giá nhất, bên cạnh việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong EVN-NPC luôn được đặt lên hàng đầu. Năm 2016, Tổng Công ty đã giảm được 77% số vụ tai nạn, 84% số người chết do tai nạn so với năm 2015. Và bước sang năm 2017 với chủ đề phòng ngừa tai nạn lao động, nói không với tai nạn lao động. Ngay từ đầu năm, EVN-NPC đã thành lập được 30 ban chỉ đạo tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất, tiến hành kiểm tra công tác an toàn năm 2017 tại một số đơn vị, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho 28.000 lượt cán bộ công nhân viên, đôn đốc kiểm tra các đơn vị hoàn thành huấn luyện quy trình an toàn điện định kỳ năm 2017 cho 22.000 cán bộ công nhân viên. Trong chương trình hưởng ứng còn diễn ra buổi tọa đàm vai trò của tâm sinh lý và sức khỏe người lao động trong lao động sản xuất. Tại đây, các chuyên gia về công tác an toàn vệ sinh lao động đến từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chuyên gia tâm lý về sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Trước đó, EVN-NPC đã tổ chức roadshow đạp xe tuyên truyền cổ động tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất dọc các tuyến phố của thành phố Hạ Long.